Đã và đang quan tâm đến và giúp đỡ bà con Dương Nội. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2014. Giữa lúc mà đất nước toàn nhân dân đang chuẩn bị để làm chuẩn bị cho ngày giỗ tổ Hùng Vương, thì tại Dương Nội, công an đã bắt mất hai người dân hoang trong bản dưới đất của chúng ta, và hình thức như là bắt cóc, mà lại từ thông tin gia đình thì hai gia đình đã có thông tin là hai bác công an của Dương Nội đã cắn lưỡi tử tử tại nơi giam giữ. Thì hôm nay bà con Dương Nội đã tổ chức một cái lễ, thứ nhất là để cầu nguyện cho bác Trần Văn Miên và chú Trần Văn Sang được bình yên trở về trên đẹp. Bà con chúng ta cũng một lần nữa là làm lễ để ăn thề, để quyết tử giữ đất, cùng nhau đoàn kết một lòng để chúng ta quyết tâm giữ lại mảnh đất của cha ông, kiên quyết không cho kẻ nào đến chiếm đoạt. Trong những ngày gian khó vừa qua, trong suốt 6 năm qua, bà con chúng ta đã bắt chặt tay nhau, những thắng lợi của chúng ta đã bước đầu đã đạt được. Quốc hội đã phải công bố trên chương trình Quốc hội cho cử tri là tình trạng thu hồi đất tràn lan như thời gian vừa qua là không thỏa đáng, không theo đúng với hiến pháp. Sau khi Quốc hội đã công bố cái thông tin đấy trên đài truyền hình Việt Nam, thì bà con Dương Nội chúng ta đã đồng loạt đứng lên quy hoạch các khu đất hoang hóa để chia cho nhau, lấy dữ liệu sản xuất giải quyết vấn đề cấp bách công an việc làm cho nhân dân. Và bà con chúng ta cũng đã làm đơn gửi các cơ quan chính quyền, các cơ quan pháp luật từ địa phương đến trung ương, kể cả bộ công an, là yêu cầu tất cả phải bảo vệ quyền làm chủ thống đất cho bà con Dương Nội, nếu để không có bất cứ kẻ nào đến xâm phạm chiếm đoạt lại cái mảnh đất của quê hương chúng ta. Nếu như kẻ nào mà cố tình chiếm đoạt thì chúng ta coi đó là không giữ đất, cố tình thực hiện hành vi ăn cướp thì chúng ta sẽ xử sự như đối với những quân kẻ cướp. Trong những cái ngày từ ngày chia đất đến nay, với cái tinh thần quyết tâm, dũng cảm, kiên quyết sống, quyết tử đến cùng để giữ cái mảnh đất của quê hương, chúng ta cũng đã đẩy lùi được nhiều những cái trận càn quét của quân chúng đất. Và cụ thể nhất là ngày 31/1/2013, lửa đã bùng cháy trên cánh đồng Dương Nội và sẵn sàng để tiêu diệt quân cướp đất. Cuối cùng quân cướp đất đã phải tháo luôn. Thì mong muốn của bà con Dương Nội là hiện tại bây giờ trên loa truyền thanh của phường Dương Nội, người ta tuyên bố là người ta sẽ còn xử lý những người có cái tiếng nói đấu tranh như Cấn Thị Thêu, Nguyễn Văn Thắng, Trần Văn Đáp. Nếu những trường hợp mà chính quyền công an cố tình làm bừa, làm ẩu, bắt càn, bắt náo những người dân hoang vô tội, thì tôi mong rằng tất cả bà con chúng ta, từ cái sự việc hai ông Sang và Miên bị bắt ở nơi giam giữ, hiện nay không biết trông sống chết ra sao, họ không đưa thông tin về cho bà con mình, họ vẫn còn đọc trên loa truyền thanh, họ đe dọa nhân dân chúng ta. Thì tôi mong rằng nếu trường hợp tôi bị bắt, chúng Thắng bị bắt, mong rằng tất cả bà con chúng ta là chúng ta hãy biến đau thương thành hành động, quyết tâm đoàn kết để giữ lại đến cùng với mảnh đất của cha chúng ta, kiên quyết không cho bất cứ kẻ nào đến chiếm đoạt. Và hôm nay trong buổi làm lễ hôm nay thì cũng có các bác, các vị khách và các bác công an và các bà con ở miền Nam xa xôi cũng về đây tham dự buổi lễ hôm nay. Thì tôi mong rằng tất cả bà con chúng ta, và tôi cũng có lời kêu gọi đến tất cả những người có lương tri, tất cả các bà con Tân Hoan, tất cả những các cơ quan chính quyền, những người mà có tâm huyết với dân nước, hãy sát cánh cùng nhân dân Dương Nội chúng tôi, đồng hành cùng dân nhân dân Dương Nội chúng tôi, để bà con chúng tôi vững tin trên con đường đấu tranh giữ lại đến cùng với mảnh đất của quê hương chúng tôi. Và cuối cùng, xin thay mặt